má quấn trà. Chém. Xoay đi, giữ cái mối này lại, giữ hai đầu này lại, xoay 10 vòng. Má, cá chét nó theo quá trời. Ờ, một bầy. Trùng mà nó táp ghê không? Cá gì á, cá chét chứ không phải cá chẽm. Ừ, táp hụt. Nhẹ nhàng thôi. Nhốt luôn với ghê. Kẹp đi. Kê đầu lên kẹp, nhấc lên luôn đi. Đừng có cầm vậy, cần vậy cái cần nó chịu lực không được. Yếu mà. Má quấn trà. Chém.
nhỏ bằng con của đến mồi nổi à. Nó đâm vô người nguy hiểm lắm. Trời ơi. Trời ơi. Kéo sát rách cái mép. Đêm nay có con nữa các bạn.
không có dí mồi. Đi câu ở Bình Đại mà gặp mưa là một cái nỗi ám ảnh của dân câu. Mình mới phát hiện ra một điều rất là thú vị. Bây giờ thì mình có một kinh nghiệm mới, thì cái con mồi đứt ở đâu á thì mình sẽ đi lại cái chỗ mà mình đứt, cái chỗ mà cá nó ăn, thì có thể nó sẽ về ở đó và thốt phun con mồi ra. Nãy mình quay lại mình thấy cái mồi nó nằm ngay chỗ điểm mình đã dính nó, nhưng mà chỉ có thể áp dụng với lại mồi nổi thôi nha, mồi chìm thì bye bye. Sau cơn mưa trời đẹp vãi. Wow. Khẩu lên được không? Khẩu lên luôn. Hãy cân.